mình vào món ăn fusion của Việt Nam là thịt kho thì cũng dễ chịu vì mình có thể hoàn thành tốt món ăn đó. Thật sự là rất gần gũi với bản thân tôi. Thì Tuyết nghĩ khả năng của tôi và Quang Đạt về món Việt Nam là bị hạn chế, nên Tuyết đã khôn khéo đưa tôi và Quang Đạt vào vị trí phải buộc phải nấu những cái món thuần Á để tạo ra một cái lợi thế rất lớn cho Tuyết khi mà cả bốn người đều có khả năng bị loại trừ. Sau khi giám khảo công bố hết thời gian thì tôi cũng vừa hoàn thành xong món ăn, thì cảm thấy cũng rất là hơi bị vất vả so với cái lúc nghĩ ban đầu của mình. Với một thời gian là 75 phút thực sự là cũng hơi bị khó khăn để tạo ra một món ăn kho gọi là đúng điệu của nó. Thì với thời gian đó thì cái việc tạo ra được món ăn như của tôi ngày hôm nay thì tôi cũng cảm thấy là rất là hợp lý và nó đúng với cái công sức của tôi bỏ ra. Khi ban giám khảo gọi tên tôi, Tuyết vào Quang Đạt lên thuộc về nhóm thịt kho, đề bài thịt kho, thì khi quan sát của Tuyết và của Quang Đạt thì tôi cảm thấy mình rất tự tin để được vào vòng an toàn, vì món ăn của Tuyết thật ra thì chỉ có thực sự là hơn về màu sắc, còn sự logic hay là cái sự khéo léo hay sự mà sắp xếp bố cục thì nó hơi bị rối và thực sự nó không gọi là một cái fusion cho các modern hiện nay của các nhà khách sạn. Về món ăn của Quang Đạt, mặc dù không thử nhưng nhìn nó rất là đơn điệu và đơn giản và mang phong cách bình dân, vì decor của anh ta rất là bình thường và tôi tự tin món ăn của mình sẽ được quan sát đánh cao hơn món ăn của Quang Đạt. Khi không mà biết rằng mình chắc chắn là có mặt trong top 4 thì có cảm giác rất là, thực sự là rất là tự hào về bản thân, thực sự rất vui khi mà từng ngày mình đã hoàn thiện những kỹ năng và những thao tác của những đầu bếp để bước thẳng vào các vòng đấu tiếp theo.